Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái kem chuyên mụn của công ty Huỳnh Đỗ nha chị em mình. Như da của chị em nào mà bị mụn phim, mụn mủ nè, rồi mụn cám nè, thì mình sử dụng cái kem chuyên mụn này ha chị em mình. Nó sẽ là giảm mụn và làm mờ các vết thâm trên da của mình á. Chị em mình đặc biệt mụn mủ thì hay rất để lại vết thâm trên da, thì mình sử dụng cái kem chuyên mụn này ha chị em mình ha. Nó vừa giúp da của mình dưỡng trắng mà vừa giảm mụn thâm luôn ha chị em mình. Và đặc biệt cái kem chuyên mụn này á, là kết hợp với mọi lứa tuổi, và đặc biệt những bạn nào mà bị mụn do tuổi dậy thì, ăn đồ nóng thức khuya thì mình sử dụng cái kem chuyên mụn này được. Và cái này, kem chuyên mụn này thì nam sử dụng vẫn được nha chị mình ơi. Nếu mà chị em mình á, mà ở nhà có những bạn nhỏ mà mới tuổi dậy thì á, mà bị mụn á, thì mình sử dụng cái kem chuyên mụn này cũng được nữa. Cái hũ kem chuyên mụn này là hàng của công ty Huỳnh Đỗ hả chị mình ha, 150 một hộp như thế này. 150 một hộp như thế này, cái chất kem vô cùng mịn luôn hả chị em mình ha. Mình chỉ cần rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, sau đó mình thoa ngày 2 lần, sáng và tối hả chị em mình ha. Mọi người thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ với em qua Zalo 0923 573 008 nha chị em mình. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.